trở thành một người tốt, một người hữu ích cho xã hội đó. Và mình lại khó, không biết lấy cái chỗ nào làm chuẩn mực. Cho nên chúng ta vào trong chùa, chúng ta được học hỏi, được nuôi dưỡng cái lòng từ bi, biết hiếu thuận với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới. Đã thành thông lệ, cứ vào sáng chủ nhật hàng tuần, các em nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau lại tập trung về Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng để tham gia sinh hoạt thanh thiếu niên Phật tử. Mặc trên người bộ quần áo lam, không ai bảo ai, các em đều đi lại ăn nói nhẹ nhàng, sắp xếp đồ đạc, giày dép ngay ngắn, cẩn thận. Lần lượt các nghi thức lễ Phật, thiền hành được diễn ra, giúp các em có những giây phút lắng đọng tâm tư, khai mở trí tuệ. Sau khi được tham gia và tiếp xúc đến khóa tu thiền với tuổi trẻ do Thiền viện Trúc Lâm tổ chức, em thấy mình trưởng thành hơn một chút, cũng khá là tự lập, bớt được thời gian ham mê với điện tử, biết giao lưu với bạn bè bên ngoài hơn. Bên cạnh các khóa tu tổ chức trong thời gian ngắn, thì sinh hoạt thanh thiếu niên Phật tử được tổ chức liên tục trong cả năm. Với hình thức sinh hoạt cộng đồng, các em được tham gia các trò chơi tập thể, sinh hoạt văn nghệ, được học những kỹ năng sống như cách cứu nạn, cứu thương, dựng lều trại, nấu cơm, giúp các em được giao lưu học hỏi, phát huy tính đoàn kết, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và biết yêu thương nhường nhịn nhau. Khi mà các con đến đây tham gia cái câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử vào các ngày chủ nhật cuối tuần ấy, thì nói chung là về thì con hiểu thêm về Phật pháp nhiều này, rồi con nói chung là cũng biết hơn ạ, hiểu biết hơn, ngoan hơn, và các bạn ấy biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là thiện, thế nào là ác. Thiền viện là chủ trương là mưa dầm mưa thấm lâu thì cứ như thế để cho các em nó thâm nhập nhiều hơn. Các em nó cũng có những cái chuyển biến. Ví dụ nhiều em nó từ xưa tới nay nó chưa biết cái công ơn cha mẹ, nó chưa bao giờ nó để ý tới cái đó, hay là cái công ơn của thầy cô giáo chẳng hạn, hay là những cái cách ứng xử đối với bạn bè. Thì sau những cái khóa tu thì các em nó đã có những cái chuyển biến tích cực. Bên cạnh việc giúp các em nhỏ tránh xa những trò chơi vô bổ, thậm chí có hại cho sức khỏe và nhân cách của trẻ như game online, các trò chơi bạo lực, thì sinh hoạt thanh thiếu niên Phật tử sẽ giúp các em có những trải nghiệm đáng nhớ, hữu ích, là hành trang cho các em trên bước đường phấn đấu trở thành một người có ích cho xã hội.